Thợ săn, cuộc chiến mùa đông, bom tấn nhưng hụt hơi. Thợ săn, cuộc chiến mùa đông, The Huntsman, Winter's War được xem là phần trước đó của truyện Bạch Tuyết và Thợ săn, Snow White and the Huntsman, khởi chiếu năm 2012. Phần này đưa khán giả trở về trước đó rất lâu, khi mà Bạch Tuyết vẫn còn đang sống hạnh phúc trong vương quốc của nàng. Bạn hẳn đã từng biết đến Maleficent, một bộ phim hấp dẫn được phát hành cách đây chỉ 2 năm, và giờ đây, những con người đã tạo nên Maleficent sẽ tiếp tục làm khán giả bất ngờ với cốt truyện hấp dẫn, ẩn chứa nhiều bí mật đen tối trong Thợ săn cuộc chiến mùa đông. Nữ hoàng độc ác Ravenna đã âm thầm giết chết đứa con đầu lòng của cô em gái Freya, nữ hoàng băng, khiến Freya bị tổn thương và thề rằng sẽ không bao giờ yêu nữa. Bà đến một nơi xa xôi ở phương Bắc và lập một vương quốc cho riêng mình, một vương quốc không có tình yêu. Bất kỳ ai cố tình hay vô ý vi phạm luật lệ này đều sẽ bị xử tử. Freya dựng cung điện bằng băng nguy nga tráng lệ, xây dựng một đội quân thợ săn hùng mạnh và đi gây chiến với tất cả những vị vua phương Bắc. Không lâu sau đó, khi biết tin chị gái đã chết nên Freya tìm mọi cách sở hữu chiếc gương thần của bà, sau đó triệu hồi người chị để cùng nhau trả thù loài người. Thế nhưng, bà không hề biết rằng ẩn trong tấm gương ấy là một sự tàn ác đến ghê rợn mà chính Freya cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Một cảnh trong phim Thợ săn, cuộc chiến mùa đông. Ảnh IMDb. Với sự góp mặt của hàng loạt gương mặt nổi đình đám như Chris Hemsworth, Emily Blunt, Jessica Chastain, cùng cốt truyện mới lạ hứa hẹn sẽ làm khán giả thích thú với bộ phim. Thế nhưng, Thợ săn, cuộc chiến mùa đông đã mắc phải một lỗi khá vô lý là nhịp phim quá dài dòng. Có rất nhiều chi tiết thừa làm thời lượng bộ phim kéo dài không đáng có và làm giảm cảm xúc của khán giả đi rất nhiều. Tuy nhiên, không chỉ nhiêu đó, phần kỹ xảo hình ảnh của phim cũng được làm hết sức sơ sài. Nhất là đoạn cuối, nếu bạn chịu khó để ý kỹ thì sẽ thấy các bông tuyết ở bên cạnh ghế ngồi của Freya rất giả tạo. Nói chính xác là nó giống xốp đến 90%. Dù vậy, nhà sản xuất cũng xem như đã gỡ gạc lại phần nào khi phần âm thanh trong phim khá ổn. Có tận dụng hệ thống bằng âm thanh vòm để kích thích thính giác người xem, góp phần làm tăng cảm xúc. Tóm lại, khen phim cho rằng Thợ săn, cuộc chiến mùa đông thực sự chưa đáng đồng tiền bát gạo gì cả. Chỉ được mỗi âm thanh là hoành tráng. Còn lại từ hình ảnh đến cách kể chuyện đều kém hấp dẫn và khiến khán giả ngáp dài trong rạp.